Comarca mới đây đã hé lộ về một trong những hình ảnh đen tối nhất lịch sử các trận El Clasico giữa Real Madrid và Barcelona. Đó là ngày 17 tháng 10 năm 1922, Los Blancos đụng độ Barcelona tại khuôn khổ Cúp Nhà Vua Tây Ban Nha. Ở trận lượt đi, tiền vệ ngôi sao Josep Samitier ở Barcelona đã có hành vi đánh người. Và vì trọng tài của trận đấu, ông Aipurua đã quyết định đuổi cầu thủ này ra khỏi sân. Tuy nhiên, Samitier từ chối bước ra khỏi sân với sự ủng hộ của người hâm mộ, đồng thời không ngần ngại công kích vị vua áo đen. Đến mày còn không tin vào quyết định của mày cơ mà. Và trước khi vào phần xem clip, các bạn hãy nhớ nhấn đăng ký kênh thứ hai được đặt ở dưới phần mô tả để ủng hộ cho tụi mình nhé. Những trận siêu kinh điển giữa Barcelona và Real Madrid luôn là trận cầu đỉnh cao và được mong chờ nhất trên toàn thế giới. Tuy nhiên, ngoài cuộc thư hùng đỉnh cao giữa hai đội bóng, El Clasico còn nổi tiếng với những pha va chạm cực kỳ quyết liệt bởi các cầu thủ. Hôm nay, hãy cùng chúng tôi đến với những pha phạm lỗi và xấu chơi nổi tiếng nhất trong lịch sử siêu kinh điển nhé! Những trận El Clasico khi mà cả Pep Guardiola và Mourinho còn tại vị luôn diễn ra cực kỳ căng thẳng và quyết liệt. Xuất phát từ cú soạt bóng xấu chơi của Marcelo dành cho Fabregas ở sát đường biên, một khung thành hỗn loạn đã xảy ra. Cả ban huấn luyện và cầu thủ hai đội đều đã có một cuộc cãi vã nảy lửa và khiến trận đấu trở nên mất kiểm soát. Sau đó, camera còn ghi lại được hình ảnh huấn luyện viên Mourinho có hành động móc mắt trợ lý của Barca khi đó là Tito Villanova. Được biết đến là một trong những hậu vệ xuất sắc nhất thế giới, nhưng Ramos cũng khét tiếng với việc thi đấu tiểu xảo để triệt hạ đối thủ. Ngay sau khi Suarez vừa nhận bóng, hậu vệ người Tây Ban Nha đã ngay lập tức ập đến và thực hiện một pha vào bóng bằng cả hai chân. Pha phạm lỗi nguy hiểm từ phía sau này đương nhiên không qua mắt được trọng tài. Sergio Ramos sau đó đã bị truất quyền thi đấu, khi đó là chiếc thẻ vàng thứ hai của anh trong trận đấu đó. Cũng giống như Messi và Ramos, Dani Alves và Ronaldo là cặp đôi thường xuyên có những tình huống tranh chấp quyết liệt trong những trận El Clasico. Nhận thấy CR7 đang đi bóng tốc độ và chuẩn bị có pha phản công, Alves đã ngay lập tức can thiệp để ngăn chặn điều đó. Pha cản người của hậu vệ Brazil rõ ràng không hợp lệ, thế nhưng Ronaldo cũng không phải là dạng vừa. Siêu sao người Bồ đã có động tác thừa khi vung tay rất cao và đánh cùi chỏ vào mặt của Alves. Dù là những người đồng đội lâu năm trên tuyển Tây Ban Nha, nhưng Ramos đã không ít lần chơi xấu Puyol ở những trận siêu kinh điển. Tiêu biểu nhất có lẽ là trận siêu kinh điển diễn ra trên sân Nou Camp vào cuối năm 2010. Sau khi phạm lỗi với Xavi, Ramos lại hùng hổ đứng dậy gây gỗ với các cầu thủ Barca. Chưa dừng lại ở đó, cầu thủ này còn lấy tay đẩy mạnh vào mặt của Puyol, người khi đó đang là thủ quân của cả Barcelona lẫn tuyển quốc gia Tây Ban Nha.
Trong mọi trận El Clasico, Messi đương nhiên là cái tên được chú ý nhất. Chính vì thế mà các hậu vệ Real Madrid luôn tìm đủ mọi cách để có thể hạn chế tầm ảnh hưởng của M10, thậm chí là bằng cả tiểu xảo. Sau khi Diarra lấy được bóng trong chân của Messi, Abelua đã có pha bóng xấu chơi khi cố tình lao đến và hít thật mạnh vào số 10 bên phía Barca. Có lẽ cũng không thể đếm nổi Messi đã có bao nhiêu lần bị chơi xấu trong những trận siêu kinh điển nữa rồi. Là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất trong lịch sử bóng đá thế giới, thế nhưng Ronaldo cũng không phải dạng vừa trong những pha bóng tiểu xảo. Sau khi bị Mascherano đốn ngã, tiền đạo người Bồ đã cố tình lấy chân đạp vào người đối phương rồi tỏ vẻ như không có chuyện gì xảy ra. Pha chơi xấu rất kín này của Ronaldo đã qua mắt được trọng tài chính và còn khiến cho Mascherano phải nhận một chiếc thẻ vàng. Ngoài Ramos, Pepe cũng là cái tên thường xuyên có những hành động chơi xấu Messi trong những trận siêu kinh điển. Ở trận chung kết lượt đi cúp nhà vua Tây Ban Nha 2012, Pepe lợi dụng tình huống trọng tài không để ý để cố tình triệt hạ số 10 bên phía Barca. Ai chứng kiến tình huống này cũng có thể thấy rõ động cơ triệt hạ đối thủ của Pepe khi anh rất chủ động, vừa nhìn vừa cố tình đặt chiếc giày đinh ở chân mình lên đúng vị trí tay Messi đang để trên mặt cỏ. Không chỉ với mỗi mình Messi, Pepe đã có rất nhiều lần không kiềm chế được bản thân và tạo ra những hình ảnh cực kỳ xấu xí trên sân. Sau khi bị hai cầu thủ Barca bao vây, trung vệ người Bồ Đào Nha đã cố tình lợi dụng tình thế để sút vào người của Busquets. Ngay sau khi bóng đi hết đường biên ngang, cả Busquets và Alba đã lao vào đòi ăn thua đủ với Pepe. Đến lúc này, cựu ngôi sao của Real lại đóng vai người bị hại và nằm sân ăn vạ. Những pha phạm lỗi như này chắc chắn sẽ có thẻ đỏ nếu như diễn ra ở các trận đấu khác. Thế nhưng ở siêu kinh điển, những tình huống như này là hết sức bình thường và trọng tài chỉ có thể phạt thẻ vàng để cảnh cáo. Rõ ràng Pepe đã có một tình huống bỏ bóng đá người khi sút thẳng vào đùi của Alexis Sanchez. Đây cũng là một lý do vì sao mà Pepe luôn được mệnh danh là gã đồ tể của bóng đá thế giới. Sau Pepe, Ramos thì Marcelo dường như cũng có những pha thi đấu quyết liệt và có phần xấu chơi đối với Messi. Trong tình huống này, hậu vệ người Brazil rõ ràng là đã cố tình để cao tay và thúc cùi chỏ về phía Lionel Messi. Hệ quả, Mbunga đã chảy máu khá nhiều ở miệng và cần nhờ tới sự chăm sóc của các bác sĩ. Sau đó, Marcelo cũng không phải nhận bất kỳ một án phạt nào khi tình huống diễn ra nhanh và trọng tài không kịp quan sát.
Những va chạm nảy lửa này cũng có thể coi là một sức hấp dẫn, đặc trưng riêng của những trận siêu kinh điển. Nếu thấy video hay hữu ích, đừng quên bấm like, share và subscribe cho kênh. Để lại bình luận bên dưới về nội dung mà các bạn muốn chúng tôi làm tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.